Kênh sáng lấp dò, nối liền sông Tiền và sông Hậu. Khung cảnh trên bến dưới thuyền nhộn nhịp, báo hiệu đã vào mùa thu hoạch lúa. Mỗi ngày có hàng trăm chiếc ghe loại lớn chờ đến lượt lên lúa hoặc lấy gạo từ nhà máy mang đi. Khu vực kênh sáng lấp dò dùng Sa Đéc và khu vực chợ gạo Tiền Giang vẫn là hai trung tâm mua bán lúa gạo lớn của cả vùng. Đây là nơi mà người làm hàng sáo ở miền Tây tụ hội. Có thương buôn, hàng sáo, lúa gạo dùng đồng bằng sông Cửu Long nhờ vậy cũng được tiêu thụ dễ dàng. Bữa nay nó hơi giảm ghe nè, chứ mấy bữa là nó đậu dữ dằn lắm chứ không phải gì đâu. Nó còn nhiều nữa. Ghe lúa nó về nằm tài hai bên là đậu cặp 3, cặp 4 không đó. Ở bến là không có bến đậu luôn mà. Bên công ty phát tài nè. Hơn 15 năm gắn bó với gạo chợ, nước sông. Công việc được bà con hàng xáo gọi vui là ngày làm tháng ăn đã giúp vợ chồng anh Hiếu xây được nhà, mua được ruộng. Còn chiếc ghe bằng cây 7 tấn thời khởi nghiệp ngày trước giờ đã được anh Hiếu đổi thành chiếc ghe tải 80 tấn. Nếu như xong một chuyến thì cũng có khoảng 4 tới 5 ngày. Là trung bình thì tháng cũng khoảng 5-6 chuyến. Biết cái doanh nghiệp đó, cái công ty đó nó làm ăn coi như là uy tín. Rồi thì mình tập trung gì đó. Cũng như tôi hoặc là những cái người làm hàng sáo khác á. À, biết ở đây làm ăn gì mà giá cả cũng như người ta mua gạo nó cũng cái giá nó cũng hơi nhỉnh hơn những cái công ty khác thì tập trung về đây sấy xay rồi bán luôn. Cuộc sống lên đền cùng sông nước vất vả trăm bề, nhưng khi đã vào nghề hàng sáo thì khó lòng mà từ bỏ. Cũng nhờ vậy trên những dòng kinh sáng luôn nhộn nhịp thương thuyền qua lại, bức tranh miền Tây trong mùa gặt cứ lại tấp nập và hối hả trên những dòng sông.